Vậy là dàn dây câu ở chỗ này cũng không dính nha mọi người. Giờ thì mấy anh em vô chỗ Hồng Thác đây. Hôm qua mình thả mấy cái câu lẻ, chín cá anh Huân ơi, chín cá rồi. Ghi ghi cái bụi kìa, phải không ta? Hồi nãy nó ghi luôn đinh cái bụi. Hay là nước chảy ta, hồi nãy nó rung đinh luôn mà. Chắc là nước chảy quá. Đây là mấy cái dàn dây câu mà hôm qua hai anh em thả nè mọi người. Lúc đó thì nước rút mút ở dưới, còn bây giờ thì nước dâng lên tận tít ở trên rồi. Không biết là mọi người có thích cái cảm giác đi thăm câu hay không ha. Còn Sang thích lắm, tại vì mình cũng không biết là cái dàn dây câu mình sau một đêm nó sẽ dính được cái gì á. Rồi, con mồi luôn. Rõ không? Hay để đây luôn. Để đây luôn. Rồi, dây này không có nha. Thôi mình lần lần theo này lên được cũng được mà. Chưa tới hả? Trên kia. Trên nữa. Coi chừng kẹt đuôi á. Chỗ này là dây câu thứ hai nha. Anh Huân dở đi. Nãy thấy bụi này rung rinh nè. Tới chút nữa em thăm được luôn á. Kìa, thăm đi. Đã thấy bụi rung rinh. Chỗ này là dây câu thứ ba em. Dây ở ngoài mà. Rồi.
khô cũng được. Thôi đấy. Ta lưới thả trong đây nhưng không hiệu quả rồi. Còn dính cây với rác thôi. Ui, con mày dính bự gì vậy? Lưới đây dính được một con mày dính bự mọi người. Đây đây đây. Đây mọi người xem con mày dính đây nè. To hơn cả bàn tay sao luôn. Đây, một bàn tay, hai bàn tay. Quá to. Một con đầu tiên nha, một con đầu tiên của ngày hôm nay. Sao nó sắn lưới dữ hả? Do cái lưới này dính rác nhiều quá mọi người. Nếu mà không dính rác thì có lẽ dính nhiều cá. Cái khu này khác nhiều quá. Tay lưới này chỉ được một con mồi của mày dinh thôi. Một mày dinh to nha. Giờ qua tới tay lưới thứ hai. Tao thấy. Hả? Cái bờ đâu? Ở đây. Sâu xanh. Ở đây là cái dàn dây câu thứ hai nha mọi người. Giờ hai anh em sẽ thăm cái dàn dây câu này. Con mồi luôn. Thank you.
Tàu dần xuất phát mà. À, cái dàn dây câu này của sang bên Hôn xã rồi. Hai anh em xả gần Hồng Thác đó kìa. Từ đây cách tới đó khoảng tầm 50 mét thôi. Mà xuồng thì nó trôi rất là nhanh xuống, nên thăm phải thăm nhanh. Rồi, hết luôn. Vậy là dàn dây câu này còn không dính nha mọi người. Cái vợ đâu? Ở đây. Sầu xanh. Ở đây là cái dàn dây câu thứ hai nha mọi người. Giờ hai anh em sẽ thăm cái dàn dây câu này. Câu mồi luôn. Tàu dần xuất phát mà. À, cái dàn dây câu này của sang bên Hôn xã rồi. Hai anh em xả gần Hồng Thác đó kìa. Từ đây cách tới đó khoảng tầm 50 mét thôi. Mà xuồng thì nó trôi rất là nhanh xuống, nên thăm phải thăm nhanh. Hết luôn. Vậy là dàn dây câu này còn không dính nha mọi người.
Okay.